Chào mừng các bạn đã quay trở lại với mặt bài dẫn viết mạng RxJS với syntax là ES6. Thì ở bài trước chúng ta đã viết ra một cái component là component node, và chúng ta cũng có thể truyền được vào cho nó những cái props, ví dụ ở đây là props TST. Tiếp theo là chúng ta cũng có thể có được một cái state khi mà mới khởi tạo lên. Rồi, thì bây giờ mình muốn làm thêm một việc nữa, đó là chúng ta phải gắn được cái sự kiện cho những cái component này. Rồi, thì ví dụ ở đây mình có một cái button này. Chúng ta thêm một cái button nữa là thêm học viên đi ha. Button. Ví dụ thêm học viên. Học viên. Thì mình muốn là mỗi lần mà ấn vào cái button này thì số học viên nó tăng lên 1, đúng không ạ? Ví dụ ấn vào nào, số cái button này thì số học viên ở đây nó tăng lên 1. Rồi bây giờ mình xóa cái button xóa đi ha. Rồi, mình dừng lại. Thì đây cũng giống như ở trong ES5 thì các bạn cho nó một thuộc tính là onClick, đúng không? OnClick bằng, ví dụ như là bằng một cái function, thì function đây mình sẽ viết là arrow function, đúng không? Chúng ta viết là một ở cái arrow function, đúng không? Arrow function. Rồi enter xuống dòng để cho các bạn dễ nhìn ha. Ví dụ ở đây mình bảo là this.set state, đúng không? Set state. Rồi mình sẽ set lại cái state mà mình truyền vào là học viên 2 chấm, và cái lượng học viên là dit chấm state chấm học viên, mình cộng thêm 1 nữa. Rồi ok, mình ngưng lại. Bây giờ mình chắc run nó. Rồi ok, mình ấn vào thêm học viên, các bạn sẽ thấy là số lượng học viên tăng lên. Như vậy thì đây là cái cách để chúng ta gắn sự kiện. Tuy nhiên thì bình thường người ta sẽ không làm như vậy, đúng không ạ? Người ta sẽ có một cái function ở đây, ví dụ function thêm học viên. Rồi nó là một cái function, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ copy nguyên cái đoạn code này vào đây thôi. Thêm học viên, đúng không ạ? Cắt. Và chúng ta dán vào đây. Sau đó thì chúng ta bỏ cái onClick này là giá trị của nó chính là thêm học viên. Rồi, ngưng lại. Thì bây giờ nếu mà chạy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ không thể làm được và nó sẽ sinh ra những cái lỗi. Chúng ta refresh lại, bây giờ mình ấn vào thêm học viên, các bạn sẽ thấy là nó sẽ không đọc được cái thuộc tính set state của cái disk này. Lý do là do chúng ta viết ở trong onClick, thì cái này nó sẽ khác so với lại ES5, chúng ta sẽ không thể làm được như vậy. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta sẽ phải chấm đây bin và chúng ta chuyển vào disk. Ok, và mình ngưng lại. Sau đó chúng ta có thể refresh. Rồi, và mình ấn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng không ạ? Rồi, thì đó chính là cách để chúng ta gắn những cái hàm và những cái sự kiện. Ví dụ sự kiện onClick ở đây. Ngoài cách bin ở đây thì chúng ta cũng có cách bin như sau. Thì ở trong này chúng ta có thể gắn là dit chấm thêm học viên bằng dit thêm học viên chấm bin. Và ở đây chúng ta chuyển vào dit chấm phải, đúng không ạ? Vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần gọi là dit chấm thêm học viên thôi. Sau đó thì mình ngưng lại, các bạn có thể chạy thử lại, refresh lại. Rồi ok, bây giờ mình ấn vào thì đó, các bạn sẽ thấy được là số lượng nó tăng lên. Như vậy được nha. Mình xin kết thúc video này tại đây. Và ở video tiếp theo thì mình sẽ tiếp tục nói về get default props. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.